Dẫn cuộc biểu tình càng lúc càng căng thẳng vào thứ Ba 30 tháng 4, sau khi ông Juan Guaido tuyên bố quân đội đã ủng hộ ông. Nhà lãnh đạo đối lập đưa ra tuyên bố trong đoạn video đăng trên mạng xã hội. Trong những dòng tin nhắn trên Twitter, ông Guaido viết rằng ông đã bắt đầu giai đoạn cuối cùng trong chiến dịch lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro. Ông kêu gọi người dân cũng như quân đội ủng hộ ông trước những cuộc biểu tình quy mô lớn vào thứ Tư 1 tháng 5. Hãy tiếp tục tuần hành trên đường phố và kêu gọi quân đội. Bây giờ chúng ta biết rằng họ không còn nghe theo ông Maduro, do đó chúng ta cứ tiếp tục. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cùng với nhiều giới chức khác bác bỏ tin có đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Maduro. Ông Padrino cáo buộc ông Guaido làm theo mệnh lệnh từ Washington. Chúng tôi phản đối chiến dịch tâm lý chống lại Venezuela. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi kêu gọi người dân Venezuela hãy bình tĩnh. Không có tình huống nào đã gây nguy hiểm cho thể chế cũng như nền dân chủ vào lúc này. Đây là đợt bạo động mới nhất trong cuộc đối đầu giữa Tổng thống Maduro và lãnh đạo đối lập Guaido. Ông Maduro được Nga, Trung Quốc và Cuba ủng hộ, còn ông Guaido được Hoa Kỳ và vài chục quốc gia khác công nhận là Tổng thống lâm thời của Venezuela. Washington đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhằm phế truất ông Maduro. Tuy nhiên, ông Maduro dường như vẫn còn giữ quyền kiểm soát các cơ quan nhà nước, cũng như lòng trung thành của các sĩ quan quân đội cấp cao. Ông xem ông Guaido là con rối của Hoa Kỳ đang muốn làm đảo chánh để lật đổ ông.